Địch Lệ Nhiệt Ba khoe ảnh mới, fan sốc vì tạo hình phong ấn nhan sắc. Địch Lệ Nhiệt Ba vừa xuất hiện trên hình ảnh quảng bá dòng son mới của một hãng mỹ phẩm xa xỉ mà cô làm đại diện, vẫn là người đẹp tân cương với ngũ quan sắc sảo và vẻ đẹp vạn người mê, nhưng có vẻ như bộ ảnh mới của nhãn hàng đã không thể làm hài lòng tất cả người hâm mộ. Có ý kiến cho rằng, màu son đậm đã cộng thêm tuổi cho Địch Lệ Nhiệt Ba, không chỉ vậy, lối trang điểm tổng thể cũng không quá hút mắt, thậm chí còn dìm nhan sắc vốn rạng rỡ của nữ chính An Lạc Truyện. Một số còn so sánh Nhiệt Ba với Jisoo, người đại diện toàn cầu của nhãn hàng trên, và nhận định, người đẹp Hàn Quốc mang lại cảm giác tươi mới và cuốn hút hơn trong những bộ ảnh quảng bá. Tuy nhiên, cũng có một số bình luận bày tỏ sự yêu thích với vẻ sang chảnh đầy quyến rũ mà bộ ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba mang lại. Người hâm mộ cô nàng cũng khẳng định, màu son mà Nhiệt Ba quảng bá đang rất hot, lúc nào cũng có người xếp hàng đông để chờ mua. Bởi vậy, với cương vị một người đại diện, Địch Lệ Nhiệt Ba đã làm rất tốt vai trò của mình. Dù còn nhiều tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận sức hút và giá trị thương mại mà Địch Lệ Nhiệt Ba mang lại. Hiện đang đứng đầu dàn lưu lượng nữ xứ Trung, dù đang có sự trở lại không mấy thành công với An Lạc Truyện, mọi chỉ số thảo luận đều thua xa Trường Tương Tư của Dương Tử. Nhưng với lượng fan đông đảo và lưu lượng hàng đầu, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn có thể góp mặt vào những dự án đầy hứa hẹn khác trong tương lai. Thời gian gần đây, rộ tin cô sẽ tham gia vào phim truyền hình Liên Minh Huyền Thoại, do đạo diễn Trương Nghệ Mưu cầm trịch, biên kịch Từ Tố. Theo đó, nam chính của phim sẽ là Diệp Dương Thiên Tỷ, nam phụ lần lượt là Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên. Nội dung phim nói về đề tài thể thao điện tử. Tuy mới chỉ là tin đồn, nhưng người hâm mộ đã rất mong Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ nhận được vai diễn này, bởi Trương Nghệ Mưu là đạo diễn hàng đầu Cbiz, tên tuổi của ông thậm chí còn vươn tầm quốc tế. Rất nhiều ngôi sao trong làng giải trí mong được hợp tác với đạo diễn Trương Nghệ Mưu, thậm chí là chỉ một vai phụ. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên vị đại đạo này quay phim truyền hình, nên chắc chắn sẽ đầu tư rất lớn với ekip tên tuổi. Nếu như Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được vai chính trong bộ phim này, thì rất có thể sẽ trở thành bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô, xóa tan tiếng xấu đỉnh lưu không có tác phẩm tiêu biểu mà nhiều người thường gắn cho nữ diễn viên. Lục Tiểu Linh Đồng gọi thẳng tên Vương Nhất Bác, chuyện gì xảy ra? Lục Tiểu Linh Đồng vừa có bài đăng đáng chú ý trên trang Weibo cá nhân. Theo đó, nam diễn viên gạo cội đăng tải bức ảnh Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, cầm gậy như ý nhìn về phía xa xăm, cùng với dòng nội dung, để lão Tôn xem, ai còn chưa xem Nhiệt Liệt. Được biết, Nhiệt Liệt là bộ phim điện ảnh đang chiếu rạp do Vương Nhất Bác và Hoàng Bột diễn chính, tác phẩm của đạo diễn Đại Bằng thực hiện về đề tài nhảy đường phố. Sau 4 ngày ra rạp, doanh thu của Nhiệt Liệt đã đạt 400 triệu nhân dân tệ. Bài đăng của diễn viên lão làng Lục Tiểu Linh Đồng khiến không ít người bất ngờ, bởi ít ai nghĩ ông cũng xem một bộ phim có đề tài trẻ trung như Nhiệt Liệt. Tuy nhiên, đánh giá của Đại Thánh cho thấy, dường như ông rất yêu thích bộ phim này. Có thể thấy, đây là sự công nhận vô cùng đáng quý của một tiền bối trong ngành, dành cho tác phẩm mà Vương Nhất Bác đóng chính. Nhiệt Liệt kể về câu chuyện của Trần Thước, một thanh niên đam mê với những bước nhảy, nhưng bị cuộc sống khó khăn ghì chân. Dù vậy, anh vẫn vừa mưu sinh vừa nuôi dưỡng ước mơ lớn của đời mình. Tình cờ Trần Thước gặp được Đinh Lôi, một huấn luyện viên dạy nhảy. Từ đó, cả hai cùng nhau đối mặt với khó khăn, hiện thực cuộc sống đầy thử thách, để chạm tới ước mơ tuổi trẻ. Đạo diễn Đại Bằng của Nhiệt Liệt cho biết, trước đó khi nhen nhóm ý tưởng về bộ phim này, anh nhiều lần hỏi các đại thần trong giới nhảy đường phố về ứng cử viên tiềm năng cho vai chính. Tất cả mọi người đều trả lời là Vương Nhất Bác. Sau cùng, kịch bản Nhiệt Liệt đã được tỉ mỉ thực hiện và hoàn thiện, để dành riêng cho nam diễn viên sinh năm 1997. Trước đó, Vương Nhất Bác vướng nhiều tranh cãi về diễn xuất. Anh thường xuyên xuất hiện trong danh sách những ngôi sao có diễn xuất không theo kịp tài nguyên và độ nổi tiếng của làng giải trí Cbiz. Dù vậy, sau thời gian trau dồi và rèn luyện, Vương Nhất Bác ngày càng chứng tỏ được sự tiến bộ của mình, có được sự công nhận của khán giả và những đồng nghiệp, tiền bối, nhà sản xuất trong ngành. Nhiệt Liệt đã là bộ phim điện ảnh thứ 3 của Vương Nhất Bác ra rạp trong vòng 2 năm trở lại đây. Trước đó, anh góp mặt trong Vô Danh bên cạnh Lương Triều Vĩ, Châu Tấn và đóng Trường Không Chi Vương cùng Hồ Quân. Có thể thấy, so với các tiểu sinh cùng lứa, tài nguyên phim ảnh của Vương Nhất Bác đang có sự vượt trội. Anh thường xuyên được góp mặt vào những tác phẩm chất lượng, bên cạnh các ảnh đế ảnh hậu, là tiền bối có thực lực lẫn danh tiếng trong làng nghệ thuật. Triệu Lệ Dĩnh vướng nghi vấn tái hôn thông qua một chi tiết nhỏ. Triệu Lệ Dĩnh là diễn viên hàng đầu lứa tiểu hoa 85 của Cbiz, chung mâm với Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Đường Yên, Dương Mịch. Những năm gần đây, mỹ nhân họ Triệu có hoạt động tích cực nhất so với các diễn viên cùng lứa. Cô ra mắt nhiều tác phẩm phim ảnh, trong đó có cả phim nữ chủ. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, chuyện đời tư của Triệu Lệ Dĩnh cũng nhận được sự quan tâm lớn. Mới đây,
nữ diễn viên bất ngờ vướng nghi vấn tái hôn. Sau khi bức ảnh cô mặc váy cưới được lan truyền rộng khắp, như các diễn viên cùng lứa, Triệu Lệ Dĩnh từng có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ, cô phim giả tình thật với Phùng Thiệu Phong, sau màn hợp tác trong Minh Lan Truyện. Cả hai có một bé trai kháu khỉnh, nhận được sự chúc phúc của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Tuy nhiên, cặp đôi sớm đường ai nấy đi, khiến khán giả vô cùng tiếc nuối. Sau mối hôn nhân làm tiêu tốn nhiều giấy mực của báo giới với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh chưa công khai người mới, dù cô nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò với bạn diễn. Mới đây, trên mạng xã hội Weibo bất ngờ lan truyền bức ảnh Triệu Lệ Dĩnh diện trang phục cô dâu trắng tinh khôi. Trong ảnh, nữ diễn viên khoe vẻ đẹp rạng rỡ, trạng thái tích cực ở độ tuổi U40. Khoảnh khắc này làm dấy lên nghi vấn tái hôn. Song đến nay, phía phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa lên tiếng đính chính. Tại phần bình luận, khán giả cho rằng việc Triệu Lệ Dĩnh tìm được ý trung nhân là điều tốt, bởi cô cũng cần có một người ở bên cạnh để bầu bạn và chia sẻ sau thời gian làm việc căng thẳng. Đồng thời, cư dân mạng thể hiện sự ủng hộ với bất kỳ sự lựa chọn nào của Triệu Lệ Dĩnh, miễn cô nàng cảm thấy hạnh phúc. Trong thời gian tới, Triệu Lệ Dĩnh sẽ tham gia nhiều hoạt động quảng bá cho phim mới. Cô còn bộ cổ trang Giữ Phượng Hành chưa lên sóng, phim đã tung một số ấn phẩm truyền thông, được đánh giá cao bởi nội dung và kỹ xảo. Đây là dự án đánh dấu màn tái hợp giữa cô và Lâm Canh Tân sau Sở Kiều Truyện. Phim chiếu hè của Dương Tử, Hương Mật vẫn nổi tiếng nhất. Mùa hè là khoảng thời điểm nhộn nhịp nhất trên màn ảnh Hoa ngữ, khi các nhà sản xuất đều cố gắng đưa các tác phẩm lên sóng dịp này. Trong số các nữ diễn viên, thì Dương Tử có tần suất xuất hiện trên màn ảnh nhỏ dịp hè nhiều nhất, hầu như năm nào cô nàng cũng có dự án lên sóng. Đáng khen hơn, những bộ phim này của Dương Tử đều gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng, ngay cả khi phải đối đầu với các đối thủ nặng ký. Năm 2018, Hương Mật tựa khói sương. Mùa hè năm 2018 là một trận chiến nảy lửa trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ, với muôn vàn những tác phẩm đình đám như Diên Hy Công Lược, Như Ý Truyện. Khoảng thời điểm đó, Hương Mật tựa khói sương là một dự án kín tiếng hơn hẳn, và không ai nghĩ bộ phim này sẽ đạt được thành công gì. Nhưng thực tế thì lại khiến cho mọi người trầm trồ kinh ngạc, khi Hương Mật tựa khói sương đã biến những điều không thể thành có thể. Ngay cả khi đối đầu trực diện với Diên Hy Công Lược, thì bộ phim của Dương Tử và Đặng Luân cũng không hề lép vế, thậm chí vẫn rất hot và còn được xếp vào hàng ngũ đại bạo. Chuyện tình ngược thê lương của Cẩm Mịch và Húc Phượng từng khiến nhiều người thổn thức và rơi nước mắt, rồi lại cảm thấy may mắn khi họ có thể quay về bên nhau. Diễn xuất của Dương Tử và Đặng Luân cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Năm 2019, Cá Mực Hầm Mật. Sau thành công của Hương Mật tựa khói sương, Dương Tử tiếp tục khuấy đảo mùa hè năm 2019 bằng dự án Cá Mực Hầm Mật. Ban đầu, nhiều netizen không tin Cá Mực Hầm Mật sẽ thành công, bởi tuyến tình cảm không có điểm gì nổi bật, tình tiết thể thao điện tử chỉ e khó đấu lại với toàn chức cao thủ. Tuy nhiên, Cá Mực Hầm Mật lại lật ngược tình thế và gây bão trên màn ảnh. Kiểu phim ngọt sủng giống Cá Mực Hầm Mật không còn mới mẻ gì, nhưng vẫn có thể giữ chân khán giả, thậm chí còn khiến người xem mê không lối thoát. Ngoài ra, sự thành công của Cá Mực Hầm Mật cũng nằm ở khoản diễn xuất, khi cả Dương Tử lẫn Lý Hiện đều nhận được lời khen từ phía khán giả. Không chỉ vậy, khả năng tạo phản ứng hóa học của hai người còn rất đỉnh, đến mức CNET mong họ phim giả tình thật. Năm 2022, Trầm Vụn Hương Phai. Vì nhiều lý do nên Dư Sinh Sinh chỉ giáo nhiều hơn và Thanh Trâm Hành bị hoãn, khiến Dương Tử không thể tham gia cuộc chiến màn ảnh mùa hè 2020 và 2021. Nhưng đến năm 2022, người đẹp 9X này không muốn bỏ lỡ cơ hội thêm nữa, mà tiếp tục đưa Trầm Vụn Hương Phai đối đầu với nhiều bộ phim nổi tiếng. Tuy nhiên, so với Hương Mật tựa khói sương, thì rõ ràng là Trầm Vụn Hương Phai không tạo được sức hút mạnh mẽ bằng, thậm chí còn gây nhiều tranh cãi. Trầm Vụn Hương Phai khó gây bão được trên màn ảnh, cũng là vì nội dung vẫn kiểu ngược tơi tả, phong cách y chang Hương Mật tựa khói sương và Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Thêm vào đó, diễn xuất cùng phản ứng hóa học của Dương Tử và Thành Nghị ở phần đầu phim không được đánh giá cao, nên khán giả cứ bỏ phim dần. Mặc dù trong những tập về sau, thì Trầm Vụn Hương Phai nhận được phản hồi tích cực hơn, nhưng bộ phim này vẫn không thể bạo như dự kiến. Năm 2023, Trường Tương Tư. Có lẽ năm ngoái hơi thất bại, nên năm nay Dương Tử quyết tâm phải làm nên chuyện bằng Trường Tương Tư. Nhiều dân mạng nhận định Trường Tương Tư là một dự án bắt buộc phải bạo. Ngoài việc để Dương Tử gánh phim, thì Tencent còn đầu tư một khoản tiền khủng vào, mời thêm cả dàn diễn viên hoành tráng. Khác với Ngọc Quốc Giao, dù là ở phương diện đầu tư hay quảng bá, thì Trường Tương Tư đều lấn lướt Ngọc Quốc Giao. Trước khi chiếu, vẫn có không ít khán giả hơi lưỡng lự, vì câu chuyện mà Trường Tương Tư khai thác không mới, tuyến tình cảm có vẻ hơi rắc rối. Nhưng những ai nghi ngờ Trường Tương Tư sau khi xem phim đều quay xe,
chuyển sang chế độ hóng từng tập. Ngoài nội dung hấp dẫn cùng tuyến tình cảm đặc sắc, thì Trường Tương Tư cũng ghi điểm nhờ diễn xuất của dàn diễn viên, mà khoảng kỹ xảo hay cảnh quay đều mãn nhãn. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.